bài này bản thân mình là mình lúc đó chưa biết được kịch bản luôn. Lúc đó mình chỉ nói là anh ơi anh có bộ phép được không? Rồi tới ngày anh đi quay thôi, sách bài anh đi quay mình còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. MV mà đồng quá làm như đám cưới vậy. Mày đặt tạo này kia, tạo drama này nọ. Để đi bài không? Để có cái đi bài phải không? Để coi. MV có lên được top trending không?